Gần đây, hàng chục hộ nông dân thôn 2, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội ăn không ngon, ngủ không yên vì bất ngờ nhận được thông báo của Ủy ban Nhân dân xã Thạch Đà thu hồi lại đất bãi bồi, bãi già ven sông Hồng và các hợp đồng thầu khoán mà mình đã canh tác cải tạo nhiều năm trước đó. Thông báo thu hồi đất để giao cho dự án khiến dân cư trong vùng hết sức bất bình vì trong thời gian ngắn, chưa kịp hưởng thành quả, công sức tiền bạc đã bỏ ra đầu tư. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Khắc Thủy, thôn 2, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, bức xúc. Chúng tôi vừa mới trồng cây hàng năm xong, thì bây giờ lại nhận được lệnh thu hồi. Vừa mới trồng cây hàng năm xong nên thì bây giờ là bà con không được cái thông tin nào cả. Mà lại là có lệnh thu hồi. Thì vừa mới cuối năm ngoái là được hỗ trợ nhà nước bởi vì nước lũ xả tắm cửa sông Đà. Mất hết, đất này là đất lũ lụt hàng năm. Tôi thì trồng cây hàng năm là chủ yếu là chủ lực ngoài này là vẫn là trồng cây chuối. Khi mà thầu bãi này là rất muốn yên ổn để làm ăn. Cùng cảnh ngộ như ông Thủy, hộ ông Phạm Văn Dũng cũng được Ủy ban Nhân dân xã Thạch Đà cho thuê trên 24.000m2 để sản xuất nông nghiệp, trồng cây hàng năm ở bãi Tân Bồi Sông Hồng với mục đích phát triển kinh tế, chăm lo cho các con học hành. Tôi đi ra ngoài bãi này là từ năm tháng 4 năm 2014. Mục đích của tôi là phát triển kinh tế và trồng trọt cây chuối, cây hoa màu để phục vụ, để chăm sóc các cháu học hành và trưởng thành. Cuối năm 2014 thì lại một cái đợt bão gió thiên tai ngập lụt. Chúng tôi lại mất trắng hết ba cái công sức đầu tư ra là chúng tôi mất toàn bộ trắng hết cây chuối, cây hoa màu, cây nhãn. Ví dụ cây cao cấp nhất là cây nhãn, cây bưởi chúng tôi xóa sổ hết. Đến tháng 12/2017 thì có một cái lệnh thu hồi. Và nói là toàn bộ đất đai và thu hồi để cho một cái dự án. Cũng theo các hộ dân ở đây cho biết, dự án do công ty cổ phần Five Star GFS thực hiện hoàn toàn không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương, bởi vì diện tích đất công ty cổ phần Five Star GFS đề xuất được thuê, giao đất là đất trên hành lang thoát lũ, không được phép triển khai dự án xây dựng các công trình kiên cố hoặc các công trình xây dựng khác làm ảnh hưởng đến kết cấu đê điều và việc thoát lũ. Hơn nữa, tính hiệu quả về mặt kinh tế xã hội chưa được đánh giá chi tiết. Mặt khác, diện tích đất này cũng thường xuyên bị ngập lụt do mưa lũ. Trao đổi với phóng viên về việc này, ông Phùng Quang Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội cho biết, giai đoạn thứ nhất, chúng tôi thông báo cho các hộ dân ngừng sản xuất và đang chờ huyện chỉ đạo, dự kiến cho doanh nghiệp là công ty cổ phần Five Star GFS làm dự án khoảng 78 hectare trên tổng diện tích 100 hectare. Tuy nhiên, dự án đang trong quá trình khảo sát. Giai đoạn thứ nhất là chúng tôi đã thông báo là ngừng sản xuất, ngừng đầu tư con giống vào đã. Mà làm gì làm cũng từ lúc sản xuất ra đến cái lúc này là 6 tháng rồi, cũng là 4 tháng rồi. Xong nó ký kết hợp đồng. Còn nếu mà đây tôi nói đặt giả thiết nhé, nếu một cái đơn vị nào doanh nghiệp nào được mà chúng tôi đều lập dự án trúng thầu, thì trong quá trình giải quyết thì các đơn vị có thương lượng với nhau, đúng không? Thời gian thương lượng với nhau để hỗ trợ người ta giải phóng bằng nó như thế nào, đúng không? Trách nhiệm ra làm sao nào thì chúng tôi đang kêu gọi nếu đơn vị doanh nghiệp nào. Chứ chúng tôi bảo cái đơn vị chắc chắn đội này được vào, chúng tôi không bao giờ có cái định nghĩa đấy bình đẳng hết. Sau khi ký hợp đồng xong, tôi báo cáo về viện, viện mời có thể là viện lập cái dự án đấy, ai có doanh nghiệp nào vào làm cứ làm. Dự án người ta là đề xuất người ta sẽ lấy ở cái diện tích 7-8 hectare. Xác nhận việc này, ông Đào Trọng Phú, trưởng phòng kế hoạch tài chính Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh cho biết, hiện nay huyện chưa có bất kỳ văn bản nào yêu cầu dân bàn giao đất bãi Tân Bồi Sông Hồng. Dự án công ty cổ phần Five Star GFS chỉ mới khảo sát và đang chờ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt. Từ những nội dung đã nêu ở trên, kính đề nghị các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội, huyện Mê Linh khẩn trương vào cuộc tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của người dân, bảo vệ an toàn kết cấu đê điều và hành lang thoát lũ sông Hồng. Cần xem xét lại dự án đầu tư nào vào khu vực đất nông nghiệp thuộc hành lang thoát lũ sông Hồng tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh. Đồng thời kính đề nghị cơ quan chức năng huyện Mê Linh, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tiến hành thanh kiểm tra và xem xét tính khả thi của dự án ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt theo mô hình khép kín của công ty cổ phần Five Star GFS thực hiện trên phần diện tích đất mà Ủy ban Nhân dân xã Thạch Đà đang cho các hộ dân địa phương thuê để trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.